đáp ứng các nhu cầu từ thị trường vật dụng chăn nuôi hữu ích. Dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T của công ty Bình Quân với thiết kế tiện lợi sẽ gây ấn tượng tới các hộ chăn nuôi, các trang trại vừa và nhỏ. Thu Ngân xin kính chào quý vị. Trong video ngày hôm nay, Thu Ngân sẽ tiếp đón một vị khách từ vùng sâu vùng xa xuống đây để tham khảo về dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T. Hiện tại thì dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T của công ty Bình Quân là sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, nhưng nhà khách hàng lại không có nguồn điện. Chính vì vậy, dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T sẽ được thiết kế chạy với đầu nổ D8. Và quý vị hãy cùng đón chờ xem liệu rằng dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T có thể chạy được với đầu nổ D8 hay không nhé. Sau 15 ngày nghiên cứu và thiết kế, các kỹ thuật viên tại công ty Bình Quân đã hoàn thiện dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T kết nối với hệ thống đầu nổ D8 và được bàn giao kỹ thuật tới tay khách hàng. Với sự tận tình hướng dẫn từ các kỹ thuật viên tại công ty, khách hàng rất yên tâm sau khi nhận bàn giao và sử dụng máy tại trang trại của mình. Tương tự với các dòng sản phẩm máy băm cỏ công suất lớn khác của công ty Bình Quân, máy băm cỏ 2T có thể băm đa dạng nguyên liệu từ cỏ voi, thân cây ngô, ngọn mía, thân cây mía làm thức ăn xanh dành cho các vật nuôi như trâu, bò, dê. Máy được thiết kế hiện đại và tự động nhờ hệ thống băng truyền tải nguyên liệu cùng hệ thống quả lô kẹp kéo khỏe khoắn. Chỉ cần đặt nguyên liệu lên hệ thống băng truyền tải, nguyên liệu sẽ được quả lô kẹp kéo tự động đi vào buồng băm. Dù chạy bằng hệ thống đầu nổ D8, nhưng máy vẫn luôn đảm bảo về quá trình hoạt động cũng như năng suất của máy đạt từ 1 đến 1,2 tấn trên giờ. Khoang băm của máy bao gồm 4 dao băm chính sắc bén dày dặn 7 phân cùng với các cánh đà sẽ đẩy nhanh thành phẩm phun ra cửa xả cao 2m1, độ phun xa từ 1 đến 3m. Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí nhân công. Chỉ cần một nhân công duy nhất đã có thể vận hành máy dễ dàng và liên tục đưa nguyên liệu vào buồng băm. Vì nhu cầu chăn nuôi bò sữa nên yêu cầu về cỏ của khách hàng cũng khá là khắt khe, bởi cỏ phải được băm phải thật là nhỏ để bò được dễ ăn và ủ chua nhanh. Nhưng không ngại vấn đề đó, máy băm cỏ 2T của công ty Bình Quân với hộp số điều chỉnh cơ chế băm nhanh chậm nên đã đáp ứng được tốt nhu cầu từ khách hàng cho độ dài thành phẩm ưng ý từ 1 đến 2 cm. Sáng tạo và cải tiến, dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T Bình Quân với thiết kế đầu nổ D8 sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất dành cho người chăn nuôi. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn tốt nhất, quý vị khách hàng hãy liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị phía trên màn hình hoặc để lại số điện thoại của mình ngay phía dưới phần bình luận. Tự hào với hơn 30 năm phát triển bền vững trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân sẽ luôn phát triển và sáng tạo hơn nữa để giúp quý vị bà con chăn nuôi hiện đại hơn, tiện ích hơn. Trên đây là một số video được ghi hình trực tiếp tại xưởng sản xuất của công ty Bình Quân khi bàn giao dòng sản phẩm tới tay khách hàng. Đến đây là video của chúng ta cũng đã kết thúc. Thu Ngân xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp.